Kính chào quý vị, chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay sau đây, 60 giây sẽ mang đến cho quý vị những thông tin được quan tâm trong ngày diễn ra trong nước và thế giới. Giá xăng tăng lần thứ 7 liên tiếp. Đà Nẵng chuẩn bị sẵn sàng cho mùa du lịch cao điểm. Bắt được con cá nước ngọt lớn nhất trên thế giới trên sông Mekong. Thưa quý vị, từ 15 giờ hôm nay, giá xăng dầu tiếp tục được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng sau phiên điều hành của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Đây là lần thứ 7 liên tiếp giá xăng dầu trong nước tăng, tiếp tục lập các kỷ lục mới. Theo đó, giá xăng E5 RON92 tăng thêm 190 đồng một lít lên mức 31.300 đồng một lít. Xăng RON95 tăng 500 đồng một lít lên mức 32.870 đồng một lít. Dầu diesel tăng 990 đồng một lít lên mức 30.010 đồng một lít. Dầu hỏa tăng 950 đồng một lít lên 28.780 đồng một lít. Còn dầu mazut tăng 380 đồng một kg lên 20.730 đồng một kg. Trước tình hình giá xăng dầu trong nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mới đây ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, việc giảm tiếp thuế bảo vệ môi trường để hạ nhiệt giá xăng dầu đã được họp bàn đề xuất và còn có các loại thuế khác như thuế nhập khẩu có thể được xem xét. Ngoài ra, ông Hải cũng nhắc đến các biện pháp giảm tác động giá xăng dầu bằng cách hỗ trợ an sinh, hỗ trợ người yếu thế, tăng biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp chịu tác động. Tuần lễ Festival Huế năm nay diễn ra từ ngày 25 đến 30 tháng 6 với chủ đề di sản văn hóa với hội nhập và phát triển. Theo đại diện ban tổ chức, thì điểm nhấn của tuần lễ là chương trình nghệ thuật khai màn diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 25 tháng 6 tại quảng trường Ngọ Môn. Chương trình được dàn dựng công phu mới lạ, kết hợp hiệu ứng âm thanh, công nghệ chiếu sáng tiên tiến và pháo hoa nghệ thuật được kỳ vọng đem đến cho khán giả những cảm xúc khó quên. Tuần lễ Festival Huế 2022 là sự khẳng định cho nỗ lực của Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung để đưa cuộc sống trở lại bình thường sau đại dịch và góp phần kích cầu du lịch với mục tiêu phát triển du lịch chủ động, bền vững và an toàn. Ước tính sẽ có khoảng 200.000 lượt du khách tham gia sự kiện này. Hiện công suất đặt phòng ở các cơ sở lưu trú ước đạt 60-70%. Lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022 đang diễn ra tại Đà Nẵng trong tháng 6, cùng với hàng loạt các hoạt động như lễ hội biển và sông Hàn, các cuộc thi sắc đẹp, thi đấu thể thao. Thành phố biển xinh đẹp này đã chuẩn bị nhiều sản phẩm du lịch phong phú cùng các điều kiện an toàn về môi trường để phục vụ du khách trong mùa du lịch cao điểm đang đến gần. Các công ty lữ hành đã kết nối với các cơ sở lưu trú xây dựng các tour du lịch nghỉ dưỡng mới lạ với giá ưu đãi để thu hút khách. 1 tháng 6 trở đi thì rất nhiều cái lượng request gửi về công ty và cũng có rất nhiều khách đoàn, chủ đạo vẫn là khách đoàn. Để chuẩn bị cho sự trở lại của khách du lịch, ngay từ cuối tháng 3, ngành du lịch Đà Nẵng đã khởi động chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng với nhiều gói sản phẩm hấp dẫn. Số lượng khách đặt các combo này đang tăng đáng kể. Đối với các bãi tắm, các địa phương đều bố trí lực lượng cứu hộ, an ninh trật tự để đảm bảo an toàn cho du khách vui chơi. Với những tín hiệu tích cực về khách du lịch trong thời gian qua, dự báo trong mùa hè năm nay, Đà Nẵng sẽ bắt kịp dịp cao điểm nhất của khách nội địa vào năm 2019. Thời gian qua, trên cả nước liên tiếp ghi nhận các vụ đuối nước chết người thương tâm, trong đó nạn nhân chủ yếu là trẻ nhỏ, ngay cả ở những em đã biết bơi. Nguyên nhân là do nhiều em không có kỹ năng bơi an toàn trong môi trường thực tế. Môi trường sông, biển có nhiều rủi ro hơn là môi trường hồ bơi. Từ thực tế này thì nhiều địa phương đã tuyên truyền, giáo dục kiến thức và kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh. Tại bãi tắm Hòn Chồng, thành phố Nha Trang, 40 em học sinh đang được tìm hiểu, nhận diện dòng chảy xa bờ, tập huấn kỹ năng cứu, sơ cứu nạn nhân đuối nước. Trước đây khi mà tham gia các buổi bơi ở hồ thì các giáo viên thường là sẽ không đề cập, không hướng dẫn khi mà mình gặp những cái tình huống khi mà ở ngoài biển như thế này. Thì qua những cái buổi hoạt động như ngày hôm nay thì con cũng có thêm những cái kinh nghiệm cũng như là cách giải quyết khi mà rơi vào những tình huống này. Nếu như một người chúng ta biết bơi mà chúng ta không nắm được cái kỹ năng phòng chống đuối nước và tự giúp cho người khác trong cái vấn đề mà tai nạn đuối nước xảy ra thì cũng chưa có ổn. Theo tôi á, thì các trung tâm ngoài cái dạy mà bơi cho các em thì nên dạy cái kỹ năng phòng chống đuối nước và cái cách nhận diện một người đuối nước như thế nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng cái mô hình này. Tỷ lệ trẻ em bị tử vong do đuối nước mỗi năm ở Việt Nam rất cao, trong đó có không ít trẻ đã biết bơi. Điều này cho thấy bên cạnh việc dạy bơi thì việc đào tạo kỹ năng an toàn trong môi trường nước và kỹ năng cứu hộ cứu nạn, sơ cấp cứu cho trẻ em là hết sức quan trọng.
hiện nay các đối tượng tội phạm công nghệ cao đang lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi phạm pháp. Mới đây thì tại Bình Định, liên tiếp các nạn nhân đã bị sập bẫy bởi các chiêu trò lừa đảo của tội phạm này. Đáng nói, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng không mới, nhiều lần được cảnh báo trên các phương tiện truyền thông, nhưng nhiều người vẫn bị mắc bẫy. Đầu tháng 5 qua, bà H ở huyện An Lão, tỉnh Bình Định kết bạn với một tài khoản trên Facebook. Sau thời gian làm quen, người này nói muốn gửi số tiền 2 tỷ đồng nhờ bà H mua đất. Ngay sau đó, một phụ nữ gọi điện tự xưng là nhân viên của Cục Hải quan Việt Nam thông báo có gói hàng gửi từ nước ngoài về, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để làm lệ phí nhận quà. Tổng cộng tôi chuyển hết là 500 triệu trong 5 lần. Tôi chuyển sang rồi cũng không thấy là quà gì đâu hết. Cô ta không có còn liên lạc với tôi được nữa. Còn người phụ nữ này được một đối tượng mời kinh doanh online. Những đơn hàng đầu tiên nạn nhân được trả hoa hồng cao nhằm tạo lòng tin. Khi số tiền đặt hàng của cộng tác viên ngày càng lớn, các đối tượng sẽ dở nhiều chiêu trò để chiếm đoạt. Các cái đối tượng phạm tội thì nó nhằm vào những cái người thiếu hiểu biết về sử dụng các cái mạng xã hội, những người người ta có nhu cầu về tài sản, về vật chất. Khi mà nó tiếp cận rồi là làm cho người dân tin tưởng. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn trên để không bị sập bẫy lừa đảo. Tại Tiền Giang, một thanh niên sẵn sàng từ bỏ mức lương khá cao ở một công ty, quyết định trở về quê khởi nghiệp với mô hình nuôi hươu. Hươu là loài vật nuôi còn khá mới mẻ nhưng giá trị đem lại thu nhập rất cao. Năm 2019, anh Nguyễn Hoàng Việt tình cờ biết đến mô hình nuôi hươu mang lại lợi nhuận cao. Anh đã quyết định vay vốn đi mua 10 con hươu để khởi nghiệp. Đến nay trang trại của anh đã có hơn 30 con hươu sào. Nó là động vật bán hoang dã cho nên là sức đề kháng nó cao. Trong quá trình chăn nuôi thì mình không cần phải tiêm ngừa hoặc là sử dụng nhiều cái thuốc thú y. Thức ăn của hươu sao là cỏ, trái cây và các phụ phẩm nông nghiệp. Hươu được trưởng thành sau 2 năm sẽ cho nhung và kéo dài đến 17 năm. Thức ăn phải đảm bảo cho cái nguồn thức ăn tươi xanh, đặc biệt trong thời kỳ lên nhung thì mình cần phải bồi bổ trước thời kỳ lên nhung khoảng 1 tháng để cho trọng lượng nhung nó đạt. Với giá nhung trên thị trường dao động từ 13 đến 15 triệu đồng 1 kg, nguồn thu từ nhung hươu khá cao và ổn định. Hươu cái sau 2 năm nuôi sẽ được phối giống để sinh con. Hươu con được bán trung bình từ 8 đến 15 triệu đồng một con. Sau khi trừ tất cả các chi phí, ước tính mỗi năm, anh Việt thu về hơn 450 triệu đồng. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, chúng tôi xin dành chút thời lượng để nói về hậu trường tác nghiệp của chúng tôi. Trong cuộc chiến với dịch COVID-19, các phóng viên đã không ngại bước vào tâm dịch, truyền tải đến công chúng những góc nhìn chân thật nhất về đại dịch chưa từng có tiền lệ. Cùng với lực lượng tuyến đầu, các nhà báo nỗ lực vượt qua những khó khăn trở ngại để mang đến thông tin cho công chúng, để thực hiện sứ mệnh từ trái tim. Lao mình vào tâm dịch, những phóng viên, biên tập viên đã nén nỗi đau trước sự mất mát, gạt đi nỗi sợ lây nhiễm để tác nghiệp. Các bác sĩ đã nói với mình là đôi khi em phải chấp nhận những cái thực tế này và tụi anh cũng phải vậy. Tại vì phía sau tụi anh còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ đợi, tụi anh phải cố gắng vượt qua những nỗi đau để có thể tiếp tục cứu sống bệnh nhân. Và nếu được thì em hãy làm những câu chuyện cổ tích tại Bệnh viện Dã chiến số 6 này. Và từ đó thì mình đã quyết tâm là mình sẽ tác nghiệp đến khi bệnh viện này giải thể. Suốt 2 năm chiến đấu với Covid-19, tinh thần dấn thân đã trở thành ngọn lửa nhiệt huyết để người làm báo nỗ lực không ngừng nghỉ. Mình cũng không hình dung được là mình có dấn thân hay không. Mình chỉ biết một điều rằng là khi trái tim của mình mách bảo rằng là hãy cứ đi đi, bởi vì ở đó có thể sẽ có rất nhiều người đang chờ mình. Nếu không đi vào, nếu không dấn thân vào tâm dịch như vậy, làm gì, làm sao có thể có được những tác phẩm như thế? Nhà báo đằng sau họ cũng là một gia đình, những cái nỗi lo toan trong đời thường, nhưng mà gác sang một bên để đảm nhận cái sứ mệnh. Các bạn đã làm rất nhiều các tác phẩm mà thực sự lay động lòng người. Đại dịch rồi sẽ qua đi, tinh thần dấn thân của người làm báo tiếp tục lan tỏa đến từng ngóc ngách của đời sống để rung cảm và cống hiến. Ngay sau đây trong chương trình, ban đấu giá huy chương giải Nobel được hơn 100 triệu đô la để giúp người tị nạn. Nhà hàng nổi, biểu tượng của Hồng Kông, chim ở Biển Đông. Ngày 20 tháng 6, tại New York, Mỹ, nhà báo người Nga Dmitry Muratov đã đem bán đấu giá huy chương của giải Nobel Hòa bình của ông để quyên tiền ủng hộ trẻ em người Ukraine tị nạn. Số tiền bán được hơn là 100 triệu đô la Mỹ, phá vỡ kỷ lục đấu giá trước đây của một giải thưởng Nobel. Nhà đấu giá Heritage cho biết không thể xác nhận danh tính của người mua. Tuy nhiên kết quả đấu giá cho thấy người mua là từ nước ngoài.
giá mua là 100 triệu phân Thụy Sĩ, tương đương khoảng 103,5 triệu đô la Mỹ. Buổi đấu giá trực tiếp được thực hiện vào ngày Người tị nạn thế giới. Trước đó, số tiền được trả cao nhất cho một huy chương Nobel là 4,76 triệu đô la Mỹ năm 2014, khi Sam Watson, người được đồng trao giải Nobel về việc phát hiện cấu trúc của ADN vào năm 1962, bán đấu giá chiếc huy chương của mình. Ông Muratov được trao giải Nobel tháng 10 năm 2021, đã giúp thành lập tờ báo độc lập của Nga Novaya Gazeta và là tổng biên tập tờ báo này khi nó bị đóng cửa hồi tháng 3. Một ngư dân người Campuchia vừa bắt được một con cá nước ngọt lớn nhất thế giới từ trước đến nay trên sông Mekong. Con cá đuối gai độc dài gần 4 mét từ đầu tới đuôi và nặng khoảng 300 kg. Con cá bị bắt đêm 13 tháng 6 qua ở phía nam tỉnh Sung Treng. Người ngư dân bắt được nó đã báo cho Tổ chức Những Kỳ Quan của Mekong do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USA tài trợ, vốn đang thực hiện việc nghiên cứu về loài vật ít được biết đến và đang bị đe dọa này. Thực tế, con cá vẫn có thể đạt tới kích thước lớn như thế này là một tín hiệu hy vọng cho sông Mekong, vốn đang đối mặt với rất nhiều thách thức. Sau khi gắn thẻ theo dõi cho con cá khổng lồ này, họ đã thả nó xuống sông. Chiếc thẻ sẽ gửi thông tin về cho các nhà khoa học, cung cấp những dữ liệu chưa từng có về hành vi của cá đuối gai độc nước ngọt khổng lồ ở Campuchia. Cùng với vinh dự bắt được con cá kỷ lục, người ngư dân còn được đền bù khoảng 600 đô la Mỹ đúng theo giá thị trường của con cá. Được biết, kỷ lục thế giới trước đây là một con cá da trơn khổng lồ nặng 293 kg được bắt trên sông Mekong ở Thái Lan năm 2005. Nhà hàng nổi Jumbo, một thời được xem là biểu tượng của Hồng Kông và từng là bối cảnh của nhiều bộ phim nổi tiếng, đã bị chìm xuống biển. Công ty chủ quản con tàu nhà hàng này cho biết nó đã bị chìm ở Biển Đông hôm 19 tháng 6 vừa qua, chưa đầy một tuần sau khi nó được kéo khỏi lãnh thổ này. Theo công ty nhà hàng Aberdeen, nhà hàng hiện nay, robot và trí tuệ nhân tạo AI đang dần tiếp quản công việc của con người trong nhiều lĩnh vực và báo chí cũng không ngoại lệ. Các tòa soạn lớn trên thế giới đều sử dụng trí tuệ nhân tạo AI vào hoạt động sản xuất nội dung của mình. Vấn đề đặt ra là liệu rằng một lúc nào đó phóng viên robot có thể thay thế hoàn toàn cho con người hay không? Hãng thông tấn AP tuyên bố rằng hiện nay hệ thống phần mềm tự động của họ có thể viết được 3.000 mẫu tin tài chính mỗi quý. Tờ Washington Post đã ra mắt hệ thống học máy Heliograph có khả năng tạo ra bài báo hoàn chỉnh từ dữ liệu định lượng. Bloomberg đang sử dụng phần mềm tự động để sản xuất khoảng 1/3 bài đăng hiện nay. Hiện nay, bất cứ ai cũng cảm nhận được rằng chúng ta đang chìm trong khối lượng tin tức khổng lồ. Công nghệ sẽ giúp chúng ta chất lọc thông tin theo nhu cầu từng người. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, robot không thể thay thế đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong một sớm một chiều. Để sản xuất một tin bài hay có chiều sâu thì bạn luôn cần có phóng viên và nhà báo. Microsoft chỉ có thể thay thế những nhân công chuyên sàng lọc, chỉnh sửa và quản lý các bài báo trên trang chủ, chứ không phải là người sản xuất tin bài. Theo nghiên cứu, AI hiện chỉ có thể tự động hóa khoảng 15% công việc của phóng viên và 9% công việc của biên tập viên. Robot có thể viết ra một bài báo, song không thể thay thế vị trí của một cây bút giỏi. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin an ninh trật tự. Ngày 20 tháng 6, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra quân cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là hành vi sử dụng rượu bia khi lái xe. Đặc biệt, trong đợt ra quân lần này, lực lượng công an tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Cao điểm thực hiện trong thời gian 3 tháng, tập trung xử lý một số lỗi về nồng độ cồn, chất kích thích, xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng, có nhóm lỗi về tốc độ và những lỗi gây xung đột giữa xe mô tô và ô tô như là về làn đường, đi ngược chiều. Riêng với cán bộ chiến sĩ công an phải tuyệt đối chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Đối với các trường hợp vi phạm là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ bị gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định. Ngoài ra, công an các phường phải tăng cường vận động bến xe, chủ nhà hàng, cơ sở kinh doanh bia rượu chấp hành nghiêm quy định về luật phòng chống tác hại của rượu bia. Ngày 21 tháng 6, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa bắt giữ Lê Thái Dương, 42 tuổi, để điều tra về hành vi dùng dao đâm chết người. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vào chiều ngày 19 tháng 6, Dương và Nguyễn Văn Lợi nhậu tại nhà của một người quen ở xã Long Phú, huyện Tam Bình. Trong lúc nhậu, Lợi nói có cho Nguyễn Hoài Thanh, 41 tuổi, mượn 1,7 triệu đồng, nhưng lâu rồi người này không trả mà còn có lời lẽ thách thức. Nghe xong, Dương chở Lợi đến nhà trọ của Thanh ở ấp Phú Sơn A, xã Long Phú đòi nợ.
Đến nơi, Lợi và Thanh xô xát với nhau nên Dương vào can ngăn thì bị Thanh và con trai Thanh đánh té ngã. Sau đó, Dương rút dao đem theo trong người, đâm Thanh. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong. Thời gian qua, công an một số tỉnh thành đã lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn mới của bọn lừa đảo với chiêu trò dụ dỗ đi lao động, làm việc nhẹ, hưởng lương cao. Nhưng thực chất là các nạn nhân bị chúng đưa sang Campuchia và bị cưỡng bức lao động, thậm chí có người mất mạng. Mới đây, công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa tiếp nhận một thanh niên đến trình báo là nạn nhân của chiêu lừa này. Theo thông tin từ thanh niên tên Hờ trình báo, khoảng đầu tháng 5 năm 2022, anh được một người bạn tên Tờ rủ đi Tây Ninh để làm việc tại một công ty biết được trên mạng. Sau đó, cả hai đón xe lên thành phố Hồ Chí Minh thì có xe của những người tự xưng từ công ty ở Tây Ninh đến đón. Khi đến Tây Ninh, Hờ và Tờ được đưa đến một địa điểm không rõ địa chỉ. Tại đây, hai người được dạy sử dụng máy vi tính với mục đích để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng bằng hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online. Sau đó, các đối tượng đưa Hờ và Tờ lên xe, lừa đưa sang Campuchia. Tại đây, hai người bị quản thúc trong một tòa nhà, tiếp tục được huấn luyện sử dụng máy tính để thực hiện các hành vi lừa đảo trên mạng. Do biết mình bị lừa làm chuyện phạm pháp và sợ bị hành hạ nếu không hoàn thành công việc của các đối tượng yêu cầu, nên Hờ tìm mọi cách để liên lạc với người thân tại Sóc Trăng. Sau đó, người nhà của Hờ phải chuyển cho các đối tượng số tiền hơn 80 triệu đồng thì mới được thả về. Thời gian gần đây, tại tỉnh Đắk Lắk, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng chất ma túy tăng đáng kể, trở thành vấn nạn đáng lo ngại, bởi đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong hơn một tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện xử lý 18 trường hợp người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy. Chúng tôi là huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, các cái thiết bị kỹ thuật, và kết quả là từ ngày 1 tháng 3 đến nay, phát hiện 26 trường hợp người điều khiển phương tiện và trong cơ thể có chất ma túy. Vừa qua thì chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm mọi trường hợp hành vi vi phạm về nồng độ cồn và chất ma túy. Và ý thức của người tham gia giao thông là chấp hành tốt, sử dụng chất ma túy và nồng độ cồn giảm đi rõ rệt. Theo Nghị định 100 của Chính phủ, người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự mà trong cơ thể có chứa chất ma túy sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng. Người điều khiển mô tô gắn máy kể cả xe điện bị phạt từ 6 triệu đến 8 triệu đồng. Đồng thời, các đối tượng sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Tuy nhiên, chỉ phạt thôi là chưa đủ, cần phải có thêm các biện pháp quản lý người điều khiển phương tiện, khám sức khỏe, nhất là với lái xe kinh doanh vận tải. Và vấn đề này nên được các doanh nghiệp chú trọng hơn. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua đã tham dự sự kiện Ngày Quốc tế Yoga ở thành phố Mysore thuộc bang Karnataka vào năm 2014. Ông chính là người đề nghị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố Ngày Quốc tế Yoga là ngày 21 tháng 6. Một năm sau, đề nghị này đã được chấp thuận. Ngày Quốc tế Yoga nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trên toàn thế giới về lợi ích của yoga đối với thể chất và tinh thần. Không chỉ tốt cho sức khỏe, yoga còn có những ảnh hưởng rộng với thế giới xung quanh, đến lối sống và sự phát triển bền vững của con người trong sự hài hòa với thiên nhiên. Yoga là sự kết hợp các bài tập thể chất và tinh thần. Theo kinh sách yoga, thực hành yoga sẽ dẫn đến sự hợp nhất của tâm thức cá nhân và tâm thức vũ trụ. Yoga có thể được thực hành hầu hết mọi nơi, mọi lúc và không cần các thiết bị đắt tiền, bao gồm các bài tập thở và thiền, cũng như các hình thức yoga cụ thể như yoga cười. Ở Tây Âu, yoga là một môn thể thao phổ biến từ giữa thế kỷ 19. Thông tin cập nhật, thưa quý vị, tới 4 giờ chiều nay, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp cùng đội cảnh sát giao thông Suối Tre xử lý hiện trường vụ lật xe khách trên quốc lộ 1 làm nhiều người thương vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều nay, chiếc xe khách biển số 86B00988 chạy trên quốc lộ 1 hướng từ Bình Thuận vào thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến điểm mở giải phân cách trước Đại học Công nghệ Miền Đông thì bất ngờ cày nát hàng chục mét giải phân cách bằng bê tông rồi văng qua làn đường ngược lại, lật nhào. Tại hiện trường, chiếc xe khách hư hỏng, bể nát, giải phân cách nằm ngổn ngang. Nhiều hành khách mắc kẹt trong xe được người dân và các xe cẩu đi ngang hỗ trợ phá cửa, giải cứu ra ngoài. Bước đầu ghi nhận đã có một hành khách là phụ nữ ngoài 50 tuổi tử vong tại chỗ, ít nhất 7 người khác bị thương phải vào bệnh viện. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ghi nhận thời điểm xảy ra tai nạn, trời có mưa nên đường trơn.
Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây của chúng tôi. Ngày mai vào lúc 6 giờ 30 phút, những thông tin mới sẽ tiếp tục được cập nhật trong chương trình 60 giây sáng. Quý vị đừng bỏ lỡ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.